đi học sớm thế? Mình cứ tưởng mình là người đến sớm nhất rồi cơ. Hello. Này, giờ này mà bà đã học rồi á? Tôi đang chép bài cho Hiếu. Mà nhắc đến Hiếu mới nhớ, không biết tình hình cậu ấy ổn hơn chưa nhở? Cũng ổn rồi, chiều nay tôi lại vào viện thăm cậu ấy đây. Hả? Chiều nay cậu lại vào thăm Hiếu á? Ừ, mình mang sách vở vào cho cậu ấy. Cậu suy tình thật đấy. Mà này, chắc Hiếu sắp được ra viện rồi nhở? Ừ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Lại sắp tới kỳ thi đại học đến nơi rồi. Cuối cùng, tớ lại được gặp các oppa của tớ rồi. Này các cậu ơi, mai tình hình vẫn thế chứ nhở? Ừ, vẫn tốt thế mà. Mà thôi, mình về trước nhá. Bye bye. Này, hỏi thăm Hiếu giúp mình nhá. Ừ. Thôi, chúng mình về đi. Vân, đợi mình lâu không? Mình cũng vừa mới đến thôi. Đi. Mà cậu Tử Ôn thế nào rồi? Mình lâu rồi không đi học nên là cũng chẳng có tâm trạng để ôn nữa. Mình thì dạo này vẫn đang chép bài cho Hiếu. Mà này, hôm đấy sao cậu lại tìm đến mình? Hai đứa mình chưa gặp nhau bao giờ mà. Còn là vì sao nữa? Này, cậu đang làm trò gì đấy? Vân, cậu giúp mình được không? Mình yêu Nhung. Mình yêu Nhung rất nhiều. Nhưng mình sợ. Sợ cậu ấy sẽ trở thành cậu thứ hai. Mình không thể tới gần cô ấy được. Mình không biết phải làm sao nữa. Bây giờ thì mình không thích đồ mít ướt như cậu ấy nữa đâu. Mình đi. Hiếu, bọn mình đến rồi. Của cậu này. Mình xin. Mà này, cậu không định nói cho Nhung biết thật à? Thank you.
Đừng lại. Mặc trộm váy của chị định đi đâu đấy? Thôi, chị tha cho em đi mà. Này, đi đâu đấy? Khai mau. Thì hôm nay Hiếu ra viện nên là... Thôi được rồi, đi đi. Em cảm ơn chị. Em đi đây, bye bye nhá. Hiếu ơi. Nhung à? Vân, Hiếu có nhà không? Trước khi Hiếu đi, Hiếu có nhờ tớ gửi cái này cho cậu. Nhung à, có phải cậu bất ngờ lắm vì mình rời đi mà không một lời từ biệt không? Thời gian nằm viện, mình đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Những ngày ở bên cạnh bạn bè, nghĩ đến lần đầu mà chúng mình gặp nhau, và suốt khoảng thời gian qua nữa. Nhưng thời gian nằm viện lâu dần, mình cũng nghĩ đến cả mình trong quá khứ nữa. Nghĩ tới Vân, nghĩ tới những người bạn lúc trước và những điều gây tổn thương cho các cậu. Mỗi ngày mình đều rất lo lắng. Mình lo rằng các cậu sẽ bị liên lụy bởi mình. Điều khiến mình khó có thể chấp nhận nhất là vì mình và liên lụy đến cậu bị thương. Mình không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Mình rất hận bản thân mình nên không cho phép tiến gần với cậu. Vì thế mình quyết định rời xa cậu. Đợi sau này chúng mình đều lớn rồi, nếu khi đó mình có đủ dũng cảm để đi gặp cậu thì nhất định mình sẽ quay trở về. Tạm biệt. Từ đó về sau, Hiếu bật vô âm tín. Mình thật không ngờ cậu ta lại làm như vậy luôn đấy. Thôi Tuấn, cậu cứ bình tĩnh đã. Chúng mình đều có thể hiểu vì sao Hiếu rời đi. Chỉ có Tuấn là không hiểu. Kỳ thi đại học mà chúng mình mong chờ bao ngày, chớp mắt cũng đã kết thúc. Chúng mình đều bắt đầu cuộc sống riêng của mỗi người. Tất cả mọi người đều thích nghi với công việc mới, cuộc sống mới. Xin chào tất cả mọi người thân yêu. Mình là Dương, còn đây là... Mình là Thảo. Mọi người ơi, mọi người hãy ấn vào màn hình 3 lần để thả tim và follow chúng mình nhá. Chỉ có tôi là không thể. Nhung, gọi điện mình lâu chưa? Được một lúc rồi. Tôi đói lắm rồi. Hôm nay mình sẽ đi ăn gì nhỉ? Đi cùng mình đi, mình mới biết chỗ này hay lắm. Ui, nhìn không ra quán này là biết có nhiều đồ ăn ngon rồi. Mình xem review, thấy bảo là quán này có 2 món tủ, gọi thử nhá. Ok. Hai bạn dùng gì à?
cho mình mượn menu. Cho mình hai món này. Hai bạn chờ một chút. Nhung ơi, hay là mình đi quán khác đi. Không sao đâu, giờ mình là khách hàng mà, không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu chắc không? Yên tâm đi, mà đã hứa là sẽ không chạy trốn nữa mà. Mình đi nhanh đi Nhung. Hai cậu từ từ đã. Tôi có chuyện muốn nói. Không sao đâu. Trước đây là tôi có lỗi với hai cậu. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã dần muốn tìm hai cậu để xin lỗi. Nhưng tôi không đủ dũng khí để bước ra khỏi nhà. Sau tất cả mọi chuyện trong quá khứ, ngày nào tôi cũng cảm thấy rất hối hận. Và tôi biết không thể cứu vãn được nữa. Nhưng thật lòng, tôi chỉ muốn xin lỗi hai cậu. Tôi xin lỗi. Xin hai cậu tha lỗi cho mình. Tôi xin lỗi hai cậu. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi xin lỗi. Món mới đây. Ôi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Sang tuần mình đi chạy thử món mới. Đợi mọi người đến rồi cùng ăn nhá. Không, mình phải thử trước chứ. Nhìn kìa, họ ăn trước luôn rồi kìa. Thảo, Quý, lâu lắm mới gặp đấy nhá. Tuần trước vừa mới gặp nhau xong, cứ làm như lâu lắm mới gặp không bằng ấy. Ai chà chà, anh chàng đầu bếp, buôn bán thế nào rồi? Quán mình mới đi vào quỹ đạo thôi, còn thiếu sót nhiều lắm. Cậu cứ cố gắng lên, mình sẽ quảng cáo cho cậu trong buổi livestream sắp tới của mình, ok? Thôi, không cần đâu. Sau này không cần. Này, lượng fan của chúng mình nhá, sắp vượt mất 1 triệu người rồi đấy. Thế được bao nhiêu rồi? 88 người. Sao lại cười? Mình sắp lấy được nút vàng rồi đấy. Hello mọi người. Hello. Bọn mình có đến muộn quá không đấy? Không sao đâu, cũng vừa kịp lúc. Thôi, bây giờ bọn mình vào bàn rồi ngồi ăn luôn chứ nhở? Đi.
Alo, em đây ạ. Dạ vâng, anh chờ em một lát nhé. Mọi người ăn uống đi nhá, mình xin phép đi trước. Cậu đi đâu đấy? Tớ đi gặp bạn trai. Là anh Giang đúng không? Cậu đồng ý hẹn hò rồi à? Mà thôi, mọi người ăn đi nhá, tớ xin phép. Chúc vui vẻ nhá. Đúng là lúc mới yêu, mặn nồng thật đấy. Nhung, sao cậu vẫn một thân một mình thế hả? Có chuyện gì à? Không ai theo đuổi cậu sao? Sao mà không chứ? Chắc là cậu ấy từ chối nhiều rồi. Không phải là người ta từ chối cậu ấy sao? Mọi người sao vậy? Tự nhiên lôi mình ra nói. Nhung này, mình nói thật nhá, mình nghĩ là cậu nên quên Hiếu và mở lòng mình ra đi. Thôi, mọi người uống đi. Sao mà trông mệt mỏi thế? Thì hôm nay em bận cả ngày mà. Thế bây giờ bận tiếp đi. Đi mua cho chị mấy lon nước nhá. Tại sao? Em vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ chị đã sai em rồi. Từ giờ em không cần xin tiền tiêu vặt của chị nữa. Nên là em không đi đâu. Chị tự đi đi. À, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi còn tự đắc cơ à? Lên giọng cả với tôi cơ á? Thế tóm lại có đi không? Em không đi. Em không đi ấy, chị làm gì em? Ok, đơn giản mà. Bây giờ nhá, em sẽ tự phải trả tiền điện này, tiền nước này, tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày. Còn tiền gì nữa không nhở? Sao? Thế bây giờ em thích tự lập hay là làm tay sai cho chị đây? Anh thanh toán cho em với ạ? Em gửi ạ. Để em phải chờ lâu rồi. Sau mọi thứ, cuối cùng tôi cũng đợi được cậu ấy. Dù biết bao nhiêu chuyện chẳng may xảy ra, dù trong quá khứ hay sau này nữa, tôi vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có cậu ấy ở bên cạnh. Định mệnh của tôi.